Kính thưa anh chị, hôm nay tôi xin được phép trình bày giới thiệu bài đánh giá mất vững xứ bánh chè trên chẩn đoán hình ảnh. Nội dung bài sẽ gồm 3 phần: phần bệnh học, phần checklist các điểm cần đánh giá trong mất vững xứ bánh chè và các chỉ số có thể đánh giá được trên chẩn đoán hình ảnh. Mất vững xứ bánh chè thường hay gặp ở người trẻ hoạt động nhiều, nhất là phụ nữ độ tuổi khoảng 20. Về mặt giải phẫu thì sự vững của khớp đùi chè được dựa trên hai yếu tố là yếu tố chủ động và yếu tố thụ động. Trong đó yếu tố chủ động là các cái nhóm cơ duỗi và yếu tố thụ động là dựa trên cấu trúc xương và dây chằng. Trong đó với xương thì là rãnh đùi sâu và dòng dọc phía ngoài cao, và dây chằng thì là gồm mặt đùi chè trong và dây chằng đùi chè trong. Triệu chứng lâm sàng của mất vững xương bánh chè là bệnh nhân có các cái lần chật xương bánh chè ra ngoài tái diễn hoặc là đau ở vị trí mặt trước gối đơn độc. Nếu không được điều trị thì tiến triển của bệnh có thể dẫn tới là tổn thương xương khớp, gãy xương sụn hoặc là thoái hóa khớp đùi chè. Về nguyên nhân thì có các cái yếu tố liên quan đến hình thái của xương bánh chè và dòng dọc có thể làm cho cái tình trạng mất vững của khớp đùi chè xảy ra, bao gồm là loạn sản dòng dọc, xương bánh chè xoay, xương bánh chè lên cao hoặc là xương bánh chè nghiêng ngoài. Đây là cái phần checklist trong trường hợp mà bệnh nhân có các cái yếu tố mà ta nghi ngờ trên lâm sàng có cái mất vững của xương bánh chè. Chúng ta sẽ gồm có phần hình thái và phần các cái yếu tố liên quan hoặc là đánh giá cái biến chứng. Về yếu tố hình thái thì như đã nói ở trước là gồm có loạn sản dòng dọc, xương bánh chè xoay, xương bánh chè lên cao hoặc là xương bánh chè lên nghiêng ngoài. Thì trong đó nó có các cái chỉ số thì sẽ được trình bày phần tiếp theo. Các cái yếu tố liên quan và biến chứng của cái bệnh thì cũng có thể là đánh giá tổn thương của khoang mỡ hốc pha, đánh giá cái mặt bánh chè trong và dây chằng bánh chè đùi trong, hoặc là tổn thương sụn khớp hoặc là thoái hóa khớp đùi chè đi cùng. Đầu tiên về phần hình thái, ta sẽ vào cái thứ nhất, đó là loạn sản dòng dọc. Ta sẽ đánh giá 3 yếu tố: một là độ sâu của dòng dọc, góc nghiêng của dòng dọc phía ngoài và đánh giá cái sự bất xứng của dòng dọc. Thứ nhất là ta sẽ đánh giá cái độ sâu của cái rãnh đùi. Trên hình ảnh phim nghiêng chúng ta có một cái dấu hiệu gọi là crossing. Hình ảnh bên trái ta sẽ quan sát thấy cái đường màu vàng chính là rãnh đùi. Và cái đường màu xanh nó chính là lồi cầu ngoài. Thì trên cái hình ảnh bình thường ở bên tay trái này ta thấy là hai cái đường màu vàng và đường màu xanh không cắt nhau. Trong trường hợp trên phim ta quan sát thấy hai cái đường này cắt nhau thì ta phải nghi ngờ là bệnh nhân này có loạn sản dòng dọc. Chúng ta có thể tiến hành các cái thăm khám tiếp, ví dụ như là chụp color vi tính hoặc cộng hưởng từ, để chúng ta sẽ tiến hành đo cái độ sâu của dòng dọc. Đây là trên phim chụp mà color vi tính khớp gối của bệnh nhân để so sánh giữa hai gối là gối bên phải và gối bên trái. Ta thấy rằng là đây là cái phương pháp đo để đánh giá cái độ sâu của dòng dọc. Ta sẽ kẻ đường đầu tiên là đường D đi qua bờ sau của hai lồi cầu. Kẻ dựng đường A và đường B là đường vuông góc đi qua lồi cầu ngoài và lồi cầu trong, lồi cầu ngoài và lồi cầu trong của xương đùi, và kẻ vuông góc xuống đường D. Và đường C là đi qua cái điểm sâu nhất của dòng dọc, hạ xuống vuông góc với đường D. Ta có các cái thông số là A, B và C. Tiếp đó ta sẽ lấy trung bình cộng của hai cái độ cao hai lồi cầu và trừ đi cái độ sâu, tức là A cộng B trên 2 trừ C ở đây, và ra cái thông số thông thường là nó phải lớn hơn 3. Nếu như mà nó dưới 3mm như này thì nó là hướng tới là bệnh nhân có loạn sản dòng dọc. Như ở trong cái trường hợp ví dụ ở phía bên dưới là cái C, cái hiệu số ở đây là dưới 3 và hướng tới là bệnh nhân có loạn sản dòng dọc của cái gối bên trái. Thông số thứ hai để đánh giá loạn sản dòng dọc đó là đánh giá cái độ nghiêng ngoài. Trên hình ảnh ta sẽ, đây là hình ảnh cộng từ hoặc cũng có thể ta tiến hành được ở trên các lớp vi tính. Tức là ta sẽ kẻ một đường A đi qua cái bờ sau của hai lồi cầu và đường B là đi qua cái diện khớp phía bên ngoài của dòng dọc, tức là diện khớp giữa xương đùi và xương bánh chè. Cái góc hợp bởi đường A và đường B, ta có cái góc AB ở đây. Cái góc này thì dưới 11 độ sẽ cho chẩn đoán là cái loạn sản dòng dọc. Cái yếu tố thứ ba có thể đánh giá là loạn sản dòng dọc, đó là đánh giá cái diện khớp giữa dòng dọc phía bên ngoài và dòng dọc phía bên trong. Thì ta sẽ đo cái độ rộng giữa cái dòng dọc của phần trong và phần ngoài, ta sẽ có cái thông số là A và B. Cái vị trí đo thì sẽ đo ở 3cm phía trên của cái khe khớp đùi chày. Và cái thông số này nó dưới 40% thì sẽ gợi ý là bệnh nhân có loạn sản dòng dọc. Một cái yếu tố hình thái thứ hai để trong đánh giá mất vững đó là xương bánh chè lên cao. Thì chúng ta có ít nhất là hai cách đánh giá dựa theo chỉ số là insensitivity và chỉ số đề sam.
Chỉ số Sabaty thì là chỉ số rất hay được đo ở trên phim X quang. Đây là một cái phim X quang trục nghiêng thường quy và ta sẽ đánh giá cái chỉ số này bằng hai, ta đo hai chiều dài của cái xương bánh chè và đo cái chiều dài của cái dây chằng bánh chè. Cách đo là với chiều dài của xương bánh chè ta sẽ đo từ cái điểm cao nhất của xương bánh chè đến điểm thấp nhất, và cái dây chằng bánh chè thì đo từ cái bờ dưới của xương bánh chè đến cái lồi củ chày, tức là cái điểm bám của cái dây chằng. Và ta sẽ có thông số là A và B. Thì cái tỷ lệ A trên B ấy, thông thường nó từ 0,8 đến 1,2, và khi nó trên 1,2 thì là chẩn đoán là cái xương bánh chè lên cao. Thứ hai là cái chỉ số đề tram. Thì đề tram thì ta cũng có thể đo được ở trên X quang hoặc là trên cộng hưởng từ. Trên ví dụ ở đây hình bên phải ta sẽ đo trên cộng hưởng từ. Thì chúng ta cũng sẽ đo hai thông số là A và B. Tuy nhiên là cái nó hơi khác một chút. Với chỉ số A là chúng ta sẽ đo từ cái bờ dưới của cái diện khớp xương bánh chè với xương đùi đây, và đo đến cái phần trước nhất của cái mâm chày. Đây ta có thông số A. Và cái thông số B là cái chiều cao cao nhất của cái, hoặc là độ dài cái lớn nhất của cái mặt khớp xương bánh chè với xương đùi, ta sẽ có chỉ số B. Và cái chỉ số A trên B thông thường nó có giới hạn từ khoảng 1,2 đến 2,1, và trung bình của nó là 1,25, và trên 2 thì cho chẩn đoán được là bệnh nhân có cái di lệch của xương bánh chè lên cao. Cái thông số hình thái thứ ba để đánh giá có mất vững của xương bánh chè là chúng ta sẽ đánh giá cái xương bánh chè nó bị nghiêng ngoài. Thì có ít nhất 3 cách đánh giá, trong đó là có De Jure và Lorenz, là hai cái phương pháp mà đánh giá đơn giản hơn. Còn cái phương pháp Mersenne này thì nó hơi phức tạp, do nó không được trình bày trong bài, trình bày ở trong bài. Với phương pháp De Jure Lorenz thì chúng ta sẽ tiến hành hai bước. Với bước thứ nhất là bước đo góc, chúng ta sẽ tiến hành kẻ đường A đi qua bờ trước của hai đồi cầu. Và trên hình ảnh đây là hình ảnh X quang mà chúng ta chụp cái xương bánh chè, tư thế chụp X quang xương bánh chè, và đường A là đường đi qua bờ trước của hai lồi cầu xương đùi, và đường B là đi dọc theo cái diện khớp bánh chè ngoài. Ta sẽ có cái góc AB. Thông thường thì cái góc này nó sẽ phải mở hướng ra phía ngoài, còn bất thường là cái góc này sẽ mở vào hướng vào trong, như ở cái ví dụ bên dưới ở cái gốc một cái khớp mà có cái bánh chè bị xương bánh chè bị bất thường. Còn cái bước thứ hai là chúng ta sẽ kẻ một cái đường C vuông góc với đường A ở cách cái bờ phía trong khoảng 1 mm, và dựng vuông góc lên. Thì nếu như cái đường này nó cắt qua cái xương bánh chè thì là bình thường, còn trong trường hợp bất thường là cái đường này nó không cắt qua thì ta cũng có thể chẩn đoán là cái xương bánh chè nghiêng ngoài. Còn với phương pháp De Jure thì chúng ta sẽ tiến hành là kẻ trên phim chụp, đây là phim chụp các lớp vi tính, cũng có thể tiến hành cái phương pháp này trên cộng hưởng từ, tức là chúng ta sẽ kẻ cái đường A ở bờ sau của hai lồi cầu và tịnh tiến lên phía trước này. Còn cái đường B là sẽ để kẻ đi qua cái nối hai cái cực phía ngoài và cực phía trong của xương bánh chè được cái góc AB. Với thông thường thì cái góc AB này nó sẽ dưới 20 độ, còn khi trên 20 độ chúng ta có thể chẩn đoán là xương bánh chè bị nghiêng ngoài. Và cái thông số hình thái cuối cùng trong chẩn đoán cái mất vững xương bánh chè là xương bánh chè bị xoay. Thì ta có hai phương pháp đánh giá, là đánh giá cái khoảng cách lồi củ xương chè và rãnh dòng dọc, và phương pháp thứ hai là ta sẽ đánh giá cái góc tứ đầu hay là Q angle. Thì khoảng cách của lồi củ chày với rãnh dòng dọc ta có thể tiến hành đo ở trên phim cắt lớp vi tính hoặc là phim cộng hưởng từ với phương pháp đo như sau. Đầu tiên là ta sẽ kẻ một cái đường đi qua bờ sau của hai đồi cầu, và kẻ đường thứ hai là dựng vuông góc từ cái điểm sâu nhất của cái rãnh dòng dọc hạ vuông góc xuống, tịnh tiến hai cái đường này đến cái mặt phẳng. Khi mà ta tịnh tiến hai đường đến cái mặt phẳng cắt ngang qua lồi củ chày, và tiến hành là kẻ cái đường vuông góc từ củ chày vuông góc xuống với cái đường mà song song với lại hai đồi cầu ở phía sau, thì ta sẽ tính cái khoảng cách giữa hai đường. Đường thứ nhất là đường vuông góc của củ chày, và đường thứ hai là vuông góc với lại rãnh dòng dọc. Thì thông thường cái khoảng cách này nó là dưới 15 mm, trên 20 mm là bất thường. Và cái khoảng cách mà ta nghi ngờ là có cái bất thường ở đây là khoảng 15 đến 20 mm. Với cách phương pháp chẩn đoán thứ hai đó là chúng ta sẽ xác định cái góc cơ tứ đầu. Thì đây là cái phim chụp cắt lớp vi tính, nhưng mà trên phim chụp topo thì ta sẽ
kẻ hai đường. Đường thứ nhất là đường A là đi từ cái gai chậu chích trên đến cái điểm giữa của xương bánh chè, và đường B là đi từ củ chày đến điểm giữa của xương bánh chè ra được cái góc AB. Thì góc AB ở nam và nữ nó có hơi khác nhau. Ở nam thì cái góc này thường là dưới 15 độ, còn ở nữ thì là dưới 20 độ. Khi mà nó trên cái giới hạn này thì ta có thể chẩn đoán là có bất thường về cái xương bánh chè xoay. Như vậy là ta đã đi qua 4 điểm về mặt hình thái trong cái đánh giá của cái mất vững xương bánh chè, là loạn sản dòng dọc, xương bánh chè lên cao, xương bánh chè nghiêng ngoài và xương bánh chè xoay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái các cái yếu tố có liên quan, có cũng thể là nguyên nhân hoặc là cái hệ quả của cái mất vững xương bánh chè. Thì trong cái đánh giá của cái đây là mạc bánh chè trong và dây chằng đùi chè trong, thì là cái cấu trúc này thì ta phải đánh giá trên cộng hưởng từ, nó là cái cấu trúc mà bám từ cái xương chày mà bám vào cái bờ trong của xương bánh chè. Mà đây ví dụ trong trường hợp này ta sẽ thấy là cái xương bánh chè nó di lệch, có loạn sản dòng dọc, tức là cái rãnh dòng dọc nông, và có cái dấu hiệu phù xương, kiểu kissing tuction, tức là phù xương ở đối xứng ở vị trí bờ trong của xương bánh chè và phía bờ ngoài của lồi cầu, hay là bệnh nhân đã có một cái chật của xương bánh chè ra và đã tự di lệch cái xương bánh chè về vị trí cũ. Tuy nhiên là có cái hệ quả đằng sau là có cái phù của mạc bánh chè trong cũng như dây chằng đùi chè trong và cái phù xương. Một cái yếu tố thứ hai có thể đánh giá nó là cái tổn thương chèn ép của cái mỡ khoang hốc pha ở vị trí trên ngoài. Trên hình ảnh đây là cái dấu hiệu tăng tín hiệu của cái mỡ khoang hốc pha ở vị trí trên ngoài, và thường là đi kèm với bệnh nhân là sẽ đau đơn thuần chỉ ở phía mặt trước ngoài của cái khớp gối. Trên hình ảnh cũng thấy là cái dòng dọc của cái xương đùi nó bị nông. Trong cái trường hợp này có loạn sản. Một cái yếu tố khác trong đánh giá cái hệ quả của cái mất vững xương bánh chè đó là cái tổn thương xương sụn. Thì phương pháp tốt nhất vẫn là chụp cộng hưởng từ. Trên hình ảnh đây là cái phân giai đoạn hoặc là phân mức độ của cái tổn thương xương sụn trong trường hợp mà có cái tổn thương của khớp đùi chè. Thì đây là cái hình ảnh ví dụ, như là không phải lấy của cái khớp đùi chè. Ta thấy là nó có các giai đoạn tổn thương từ phù xương dưới sụn, tạo ra các cái nang xương, rồi là tạo ra các cái rãnh ở trong phần xương và sụn. Phần cuối cùng là chúng ta cái bảng checklist lại các cái thông số như đã trình bày ở phía trên. Đây là cái để chúng ta có thể ghi nhớ là khi trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có nghi ngờ mất vững xương bánh chè, ta có thể dựa vào các cái thông số ở trong bảng này và các cái cách đo như đã trình bày để chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân có cái bất thường của cái hình thái dẫn đến là bệnh nhân có mất vững xương bánh chè hay không. Và các cái như các cái phần mà liên quan đến phần hệ quả của cái mất vững. Bài trình bày đã kết thúc ạ.